muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề thì đừng có ghét lục trần. Lục trần nó không xấu, quay lại thì thành chánh giác. Kẻ trí thì như như bất động trước lục trần, kẻ ngu thì bị lục trần trói. Có thấy không? Muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề thì đừng có ghét lục trần, vì lục trần nó không xấu, quay nó lại thì thành chánh giác. Kẻ trí thì như như bất động trước lục trần, kẻ ngu thì bị lục trần trói. Thế thì quý vị, giờ quý vị có biết cái thực tướng của mỗi loài như thế nào không? Lửa nó là gì? Lửa thực tướng của nó là gì? Là nóng. Lửa thực tướng của nó là nóng. Nước thực tướng của nó nguy hiểm. Nó vừa làm cho chúng ta sống mà vừa nhận chìm chúng ta. Nó vừa làm cho chúng ta sống mà cũng vừa nhận chìm chúng ta. Nếu cái tí mà biết được cái thực tướng của nó đem lại sự sống cho ta thì cái tí sống an ổn trong nước. Còn cái ngu thì nhảy xuống nước để cho nước nhận chìm. Lửa cũng thế, lửa giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Thực tướng của nó là giúp ích cho tất cả chúng sanh được sống. Có cơm ăn cũng nhờ lửa, đèn sáng là cũng nhờ lửa. Thế mà lửa cũng nguy hiểm, nó giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên kẻ ngu thì thò tay vào lửa cho nên bị lửa, lửa nóng cháy, lửa nóng cháy. Ủa, tại sao không biết cái thực tướng của nó là lửa mà anh thò tay vào lửa? Vì thế mà anh khổ đau. Còn kẻ trí thì đâu có thò tay vào lửa anh chi cho nó khổ. Phải không? Và tất cả cuộc đời này là thế. Mà ai thò tay vào lửa tức là nghiệp, mà ai không thò tay vào lửa thì khỏi bị vướng với nghiệp. Cho nên nghiệp nó cấu tạo thành hai hình thức. Một là sức hút và hai là sức đẩy. Như vậy là Đức Phật còn hiện thế hay là Đức Phật nhập diệt đi nữa thì ngũ dục vẫn có đó, lục trần vẫn có đó, thất tình vẫn có đó và bát phòng vẫn có đó, vẫn hiện hữu đó. Nghĩa là có sức hút rất mạnh. Nhưng mà khi nào có sức đẩy đến và hai cái cùng gặp nhau thì cái đó một tụ điểm nào đó mới gọi là nghiệp. Còn bên đây hút mà bên này không đẩy thì có nghiệp không? Có nghiệp không? Rồi công nghiệp là giải thoát. Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng khỏe quá, tu khỏe lắm à. Nhưng mà đến tiểu thừa thì nó tu mà chứng quả giải thoát thì phải mất ba tăng kỳ kiếp. Mất ba tăng kỳ kiếp mà mỗi một kiếp như vậy là 16.800.000 năm. Ba kiếp như vậy là một tiểu kiếp, ba tiểu kiếp là một trung kiếp, ba trung kiếp là một đại kiếp, mà ba đại kiếp là một a tăng kỳ kiếp. Mà tu đến ba a tăng kỳ kiếp kia mới chứng quả a la hán. Nhưng mà đến đại thừa thì lại khác, sát na thành phật. Và sát na thành phật nghĩa là sát na trước là một chúng sanh, mà nếu sát na sau mà chúng sanh ngộ được chân lý rồi thì Phật cũng ta mà chúng sanh cũng là ta. Nếu giờ phút trước chúng ta là chúng sanh mà phút sau chúng ta ngộ rồi thì là Phật. Thế thì đến đây chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị là một câu kinh Pháp Bảo Đàm: tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà nãi tham thiền. Đúng không? Tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà nãi tham thiền. Tâm đã bình rồi thì trì giới gì nữa? Trì giới để cho tâm bình, mà khi đã tâm bình rồi còn trì giới gì nữa? Đúng không? Hạnh tịch hà lao, hà nãi tham thiền, mà khi đã hạnh chúng ta tịch tịch là đi thẳng đến cái bờ giác ngộ rồi thì tham thiền chi nữa? Tham thiền để đi cho hạnh tịch, mà đã tịch rồi thì tham thiền chi? Vì thế câu kinh đó là trong Pháp Bảo Đàm vừa đọc đây, có nhiều huynh trưởng và tất cả Phật tử đã hỏi chúng tôi. Nhưng mà là hôm nay tâm con bình rồi con khỏe trì giới phải không thầy? Hạnh con tịch rồi con khỏe tâm thiền phải không thầy? Đúng, con nghĩ con vậy. Vì tâm con bình rồi, hạnh con tịch rồi. Nhưng thầy hỏi tâm bình làm sao? Đến đó tôi phải vô hỏi ca. Tâm bình là sao? Là tâm không thấy ác mà cũng chẳng thấy thiện, không thấy tốt mà cũng chẳng thấy xấu, không thấy chúng sanh mà cũng chẳng thấy niết bàn, không thấy phàm phu mà không thấy Phật nữa, thì lúc đó mới gọi là tâm bình.
Nhưng mà thầy nghe có hai chữ mà nó khó như vậy. Không lúc nào mà không thấy chúng sanh mà cũng không thấy Phật. Lúc nào không thấy ác cũng chẳng thấy thiện nữa. Lúc nào không thấy xấu mà cũng chẳng thấy tốt nữa. Lúc nào không thấy hay mà cũng chẳng thấy dở nữa. Lúc nào không thấy phàm mà cũng chẳng thấy thánh nữa. Lúc nào không thấy chúng sanh mà không thấy Phật. Lúc nào không thấy sanh tử mà cũng chẳng thấy có niết bàn nữa. Thì lúc đó thì là tâm bệnh. Tâm bệnh. Thế này. Lúc nào mà không thấy thường, không chẳng thấy đoạn nữa, không thấy sống chết làm hai kia, thì lúc nó mới gọi là tâm bệnh. Như vậy khó không quý vị? Có. À. Mà nếu ai được cái tâm như vậy rồi thì khỏi tiền giống. Mà nếu ai có hành tịch đi thẳng như vô thượng giác rồi thì cũng khỏi tâm thiền. Mới tâm thiền là để cho tâm được an tịnh. Như hôm trước chúng tôi đã nói, nên là bây giờ mày đập bê xong rồi ghét, là sẽ ghét xe đi dòng được lập bê đi cưa, để đi nên không tâm tan. Không thể có hạnh phúc nếu không có một tâm hồn an tĩnh và trí tuệ khai mở thì không bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có trong một tâm hồn an tĩnh và một trí tuệ khai mở. Mà nếu không có một tâm hồn an tĩnh, tâm hồn an tĩnh là gì? Anh còn thấy xấu, còn thấy tốt thì làm sao an tĩnh? Còn thấy hay, còn thấy dở thì làm sao an tĩnh? Còn thấy phàm, còn thấy thánh thì làm sao an tĩnh? Còn thấy sinh tử và niết bàn thì làm sao an tĩnh? Vâng, làm sao an tĩnh? Ra ngoài còn nhìn thấy cách đẹp, còn thấy à con nó đẹp, con kia đẹp thì làm sao an tĩnh được? Còn thấy có danh vọng là cách quý báu của mình thì làm sao an tĩnh được? 5 giờ sáng mà ngủ chưa dậy được thì làm sao mà an tĩnh? Hay cần ngủ bao nhiêu rồi còn mê muội bao nhiêu thì làm sao có an tĩnh? Tâm hồn an tĩnh làm sao có trong những người mê muội? Không. Cho nên sự giải thoát chỉ đến với những kẻ biết và kẻ thấy. Giải thoát không thể đến với những kẻ không biết và không hay. Và gì cần nhận? Sự giải thoát chỉ đến với những kẻ biết và kẻ thấy. Chứ giải thoát không thể đến với những kẻ không biết và không hay. Do đó mà kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng chỉ nói có 7 chữ thôi: khai thị ngộ nhập tập tri kiến. Là Ngài đến đây với một hoài bảo duy nhất là mở ra tri kiến Phật, rồi chỉ tri kiến Phật, những ngộ tri kiến Phật và nhập vào tri kiến Phật, nghĩa là cái thấy biết của chúng ta giống như thấy biết của chư Phật vậy. À, còn bây giờ đã giống chưa? Cái chưa giống với tu, chưa giống với lo việc nghiệp, mà tại vì nó không giống là tại vì còn nghiệp rồi đó, đúng không? Còn dính không? Còn mắc không? Còn đủ theo không? Thế còn đủ theo, còn nắm bắt, còn dính mắt là còn nghiệp. Mà còn nghiệp thì chớ nói tới về tuổi khô đó nha. Chớ nói về tuổi khô đó nha. Và nếu chúng ta còn thấy một cái nghiệp nào đó, dù nhỏ dù lớn, đến nỗi nhiều lúc chúng tôi có hỏi các vị thầy, thì ông đang ngồi hút thuốc, uống lấy ghe nữa. Tôi nói tại sao thầy hút thuốc và tại sao thầy uống lấy ghe? Anh ấy chẳng vui chứ, thì tu có chút cũng vui chút đỉnh thôi chứ. Và cái lòng lặng lớn này chỗ đó. Với lại tiếng khách, bữa nay tiếng khách cũng có một chút qua lại trong vui xã giao với họ mà. Mặt trận đến, công an đến, mình cũng có những phút rồi. Quá trình à, chú không tin hả? Hà Quang tin. Câu thứ 6 là câu nào? Có chú mình tin hả? Chỗ nào? Khoảng bên tai. Khoảng bên tai một tiếng chạy trình, chứ không phải vãng. Khoảng là nghe đâu một tiếng chạy chạy trình, tức là cái chuông người giọng, cái chài. Mà cái chài có đánh cái chuông đó là có khác con cá. Con cá mà con cá luôn luôn thức chứ không ngủ. Mà chúng sanh thì luôn luôn ngủ. Vì thế mà trên cái chài đó có một con cá sẽ đánh thức cho tất cả mọi người đừng mê ngủ được.
Cho nên khoảng bên tai một tiếng đề trình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Khách nào mà ngang dọc với thế gian này, lo cầu danh lợi cho thiệt nhiều thì phải giật mình trong giấc mộng. Chúng ta chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho nên biến cảnh tuổi xưa quá diễn hào, sư sư nhập định nói gì đâu. Chim kêu túi trải hòa vôn điệu, lá rụng thu về vẽ mấy câu. Không có tăng kia chìm đáy nước, thực hư dây nọ vượt đêm thâu. Năm xa giấc mộng nay vừa tỉnh, nước biết non xanh đã bấy lâu. Có không? Cũng chỉ là tăng chìm đáy nước. Thực hay hư chỉ là dây nọ vượt đêm đêm thâu. Năm xa giấc mộng nay vừa chỉ là giấc mộng năm. Năm xa chúng ta làm từ trước nay cũng chỉ là giấc mộng năm xa mà không ít gì hay. Đấy không? Và không thấy có phải là rằng tương lai rằng sai khoảng khoảng đâu đó có tiếng trời trình thì hay hơn mà dễ dàng hơn như vẫn. Thế là chúng ta còn hướng nguyên nghiệp, cho nên không được dùng chữ que tức khôn. Mà ai mà khi đã chứng quả giải thoát đắc đạo rồi á thì có quyền dùng. Bởi vì sao? Ta là bạn của Phật rồi, thế đâu có còn là đệ tử của Phật nữa. Vì ta là Phật, vì Phật trong quá khứ, Phật trong hiện tại, Phật trong vị lai đều Phật giống nhau rồi. Nó giống như giáo sư, khi nhỏ ta là giáo sư, đó là học sinh. Nhưng mà khi học sinh thành giáo sư rồi thì sao? Là bạn bè rồi, chứ đâu còn thờ với thầy nữa. Phải không? Đâu có còn khúng núng như ngày lúc còn học ông Phân Tăng Tề Bà Đa Toa nữa đâu. Mà hôm nay chúng ta là giáo sư đại học thì giáo sư đại học với đại học ngang nhau, thì đâu còn khúng núng nữa. Bây giờ có quyền bắt tay. Chứ lúc nhỏ mà khi học ông Phân Tăng Tề Bà Đa Toa chớ bắt tay đấy như vị thầy trò. Cho nên khi chúng ta đã vướng với nghiệp rồi, mà nghiệp thì quá nhiều. Ngay như Tô Đông Pha, chúng tôi đã nhắc cho quý vị một vị thức giả có đời Trung Quốc, có thời Trung Quốc. Ông học Phật Pháp rất giỏi mà chỉ chơi với tổ Phật Ấn mà thôi. Chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi chứ không chơi với ai được hết. Bởi vì tổ Phật Ấn quá tài ba lỗi lạc. Vì thế mà Tô Đông Pha đầu hàng tổ Phật Ấn. Một hôm Tô Đông Pha qua chơi thì tổ không có ở nhà. Tổ đi vắng, Tô Đông Pha viết mấy chữ: Tô Đông Pha này không bị tám gió làm lay động nữa. Tô Đông Pha này không bị tám gió làm lay động nữa. Tám gió đó là gì? Tám ngọn gió độc nhất. Mà cái nghiệp lực của chúng sanh cũng bởi tám ngọn gió này: lợi, phi, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Tám ngọn gió nguy hiểm. Lợi, hãy thấy lợi là mù mắt. Thôi nhắc làm chi lũ quật đầu, uổng thân bãi trước nhục mày lâu. Mặc cho lũ chúng mòn đôi gói qua mắt liên thì mới nộp vô. Hãy thấy có ngọc, có châu, có tiền bạc là quay mắt lại, không còn biết gì đến đạo nữa. Nha, khi mà có lợi rồi thì cũng quên đạo ngay. Suy là thất bại. Khi mà đã có một công danh nào đó, có sự nghiệp nào đó mà đến thất bại rồi thì ngồi như con gà cắt cỏ thì cũng nguy hiểm, cũng là nghiệp. Mà khi vui quá được lợi thì cũng là nghiệp. Mà sai xưa với lợi rồi cũng là nghiệp. Mà khi mà thất bại rồi thì sao? Thì lúc đó trách trời trách đất, trên thì trách trời trách thần, dưới thì cắt tay, cắt thế gian. Thế gian sao nó bạc bẽo với ta? Thế gian nó bạc bẽo với ta. Trời thần sao là bất minh? Tại sao làm cho ta đau khổ như thế này? Ngồi buồn, suy, thất bại. Rồi ở trong thì có ai oán kiến thuộc? Kiến thuộc thì toàn là bỏ mắt kỹ, không giúp gì cho ta được hết. Còn dưới thì oán ai? Oán thầy bạn. Tại sao lạnh nhạt với ta? Như vậy là khi bại rồi thì trách trời, trách đất, trách thế gian, trách quyến thuộc và trách cả người bạn hữu của chúng ta. Ngồi than trách có không? Trách trời đất, bất minh, thế gian, bọt bẻo. Ở trong quyến thuộc thì ích kỷ, ngồi thầy bạn thì lạnh nhạt với ta. Ngồi đó trách, than thở rồi buồn thảm là nghĩ. Mang nghĩ của mình không ích gì hết à. Lợi suy quỷ dự. Quỷ dự là gì? Là che trước mặt và khen trước mặt. Che trước mặt thì giỏi đi chứ, mày sự nghiệp của mày lớn vô bằng tay của mày à, rồi chính mày cũng không làm được gì trong tay của mày, nhưng mà cuối cùng mày không làm được cho mày không đủ tư cách để làm cho nó. Che che trước mặt có lạnh không?
Mày làm thử đi nè. Tao á, sự nghiệp của tao, tai tao chừng đó mà người cùng chê. À, chê là đã có nghiệp sao? Dự là khen trước mà. Cho anh giỏi được chưa? Anh tài ba, lỗi lạc quá con mình anh làm nên sự nghiệp này. Chứ có ai làm nổi đâu. Khen có mừng không? Hãy mừng là nghiệp. Sinh cơ là khen sau lưng, chê sau lưng. Anh chê tao à? Anh chê tao à? Anh chê tao làm sao? Ông chê tao dở, ông chê tao xấu, ông chê tao không được, cái tấm giấy làm không có trò gì hết. Ông bẻ gãy sao ăn được chê chê. Nhổ từng cái bát chê chê chê. Khổ là khi có cái chữ khổ nó đến rồi. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, thương nhau rồi nó xa lìa, ghét nhau rồi gặp nhau, cầu không được nó khổ. Ngủ ấm khí thành khổ là năm cấm trung hợp là làm cho con người khổ. Mà đã khổ thì sao? Đã khổ thì có nghĩ lạc là vui. Cái lạc này mới lạ. Bây giờ thành lĩnh chúng tôi số 70 triệu. Có thì có vui không? Nhận được cái vui đó rồi là coi chừng sẽ có sự khổ bên cạnh, đau đớn đến bên cạnh. Chúng tôi có đi chứng kiến là có ông nó trúng cái số hồi trước 25 triệu lớn lắm, rồi không biết làm gì. Từ khi nhỏ bây giờ chỉ cầm con trăm ngàn chưa tới, bây giờ cầm tới 25 triệu trong tay rồi, ông không biết sử dụng như thế nào cả. Rồi người ta mới thử làm nhà, thử làm cái nhà lên rồi em mua chiếc xe chạy. Mà ngạc vì khi có tiền rồi, khi trúng số rồi thì sao? Thấy bà con tới cái đi trốn, sợ xin tiền mới khổ chứ. Sợ xin tiền cho nên phải đi trốn. Thấy ông thầy chùa nào tới cái sợ, sợ vận động tiền làm chùa. Vì đã có tiền rồi. Thế có khổ? Lợi suy quỷ dự sinh cơ khổ là tám ngọn gió độc làm cho chúng sanh đau khổ. Thế thì ông Tô Đông Pha, con viết lại mấy chữ Tô Đông Pha này không bị tám gió làm lay động nữa. Hay quá, người đọc giải thoát nào ai mà không bị tám gió nó lay động, tức là đã giải thoát rồi. Khi tổ về mới trình cái tờ giấy của Tô Đông Pha ra thì tổ cười, đưa giấy đây, bảo đệ tử đưa giấy đây ta, viết một chữ bò cái bì to lắm, đem qua cho Tô Đông Pha. Đến nơi Tô Đông Pha dở ra cái chữ rỡn, rỡn viết thật to chữ rỡn. Rỡn là gì? Rỡn là láo phép. Giống, giống trá. Láo phép mà không giống, không biết chữ láo phép, không biết chữ giống trá mà viết một chữ rỡn thật to. Tô Đông Pha đứng ngay đây, đã qua. Sao lại chống nghe coi lạp tổ? Tô Đông Pha đứng mắng cổ và cắn, tại sao tôi tôn trọng ông, kính trọng ông, tha thân thiết với ông, muốn sống gần ông để học hỏi về đạo phong, tại sao bây giờ ông lại nói tôi là tưởng là dấu cá là lấu phép, tại sao? À, cổ cười. À, trước thì tám gió không làm lay động mà thôi, chiều nghe coi sớm quá vậy. Tám gió không lay động nữa mà tại sao chèo nghe có sớm quá vậy? Thật là bài học đáng giá cho tất cả chúng ta. Tám gió không làm lay động không phải dễ đâu, nó như vậy. Cho nên có ông tu bất nhẫn, không thấy nóng quá, cho nên nó mới nghe nhẫn là quý. Nhẫn là xây dựng được hạnh phúc, nhẫn là làm tốt đẹp cho con người, nhẫn là xây dựng cho giá trị của gia đình của ta, cho nhân loại nữa. Không có chữ nhẫn, không có biết trang chữ nhẫn. Từ ngoài cổng, vô tới sân, vô tới nhà, tới trên đàn, tới cái chén, cái ly, chỗ nào có chữ nhẫn cả. Để làm gì? Để hàng ngày mà chúng ta quân tập cái chữ nhẫn đó, để cho anh mất, cho mất nắng đi. Nhẫn tức là trị cái thân hận chứ gì. Thế thì có ông bên, ông thấy rồi, vô tới cổng, ông hỏi chữ gì chữ đi anh, chữ nhẫn. Vô tới sân, vô tới cái cột, ông thấy chữ chữ đi anh, chữ nhẫn. Tới vô con nước, ông nói ủa, chữ chữ đi anh, chữ nhẫn nó hỏi hoài đi. Sao mà có nhẫn mà hỏi hoài? Thế lại cho nên cái chữ nhẫn cũng khó. Mình thường thì nói như vậy, nhưng mà đến cái tu mà việc nghiệp, mà việc cái nhẫn nghiệp, cái nghiệp nhẫn, cái nghiệp mà sân hận này đâu phải dễ đâu. Vì thế mà cái Phật tử nghe thì dễ, nhưng mà khi thực hành rất là khó. Do đó tôi trở lại,
cái chuyện thiện và ác, làm sao mà chúng ta vứt luôn điều ác đi thiện nữa kia, thì lúc đó mới là giải thoát. Do đó mà khi tổ làm nhẫn đã trao y bát cho tổ vệ năng rồi thì ai chạy theo, nhớ không, ai chạy theo giật y bát, tức là vệ minh. Vệ minh là một vị tỳ kheo đệ tử của thằng Tú chạy theo giật y bát. Khi giật được đến nơi gặp rồi thì tổ để bình bát trên cục đá, đúng không? Rồi thì Huệ Minh và 10 người nữa khiêng không nổi cái y bát đó, khiêng không nổi, lai gì cũng không lay động hết. Nhưng mà tổ thì cầm lên một cách nhẹ nhàng. Tại vì sao? Tại vì đạt được cái tư cách của tổ chứng quả rồi thì vô tháp diệu lực, không làm mà diệu lực rất lớn. Còn Huệ Minh còn ở trong tu học kia mà, làm sao dinh nổi y bát đó. Đó. Thì lúc đó Huệ Minh là tỳ kheo, chụp lại Huệ Năng, Huệ Năng lại là cư sĩ. Nó rắc rối rồi đó. Như vậy là vấn đề giải thoát không phân biệt tỳ kheo hay cư sĩ. Huệ Năng, Huệ Minh chụp lại Huệ Năng liền và lại tổ, lúc đó mới thừa nhận là tổ, và lại tổ cho con xin quy y đó nhà. Thì Huệ Năng nói rằng không, ngươi đừng quy y quê cả, ngươi vứt ý nghĩ ác, vứt luôn ý nghĩ thiện là thành Phật. Vâng, cái tuyệt là chỗ đó, cái cứu cánh của đồ Phật là chỗ đó. Vứt ý nghĩ ác mà vứt ý nghĩ thiện thì ngươi sẽ thành Phật, khỏi quy y quê hết.